Mình đang trong cái chủ đề phương trình đường tròn đúng không? Và buổi số 1 mình đã học cách để lập phương trình đường tròn các dạng rồi. Và buổi số 2 hôm nay thầy hướng dẫn cho các bạn là lập phương trình tiếp tuyến. Ở trong phương trình đường tròn có hai dạng bài tập chính là lập phương trình đường tròn và lập phương trình tiếp tuyến. Đó, và lập phương trình tiếp tuyến thì các bạn nhìn thấy ở đây có 3 dạng đúng không? Có 4 dạng tất cả. Lập phương trình tiếp tuyến tại M, lập phương trình tiếp tuyến song song có yếu tố song song và vuông góc, lập phương trình tiếp tuyến đi qua M và lập phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn. Rồi, thôi, vào luôn bài nhé. Phần số 1 định nghĩa. Nào, phần số 1 phương trình tiếp tuyến. Là một người viết thành nhá, phần số 1 này, phương trình tiếp tuyến. Rồi, là bây giờ mọi người sẽ nhớ lại tiếp tuyến là cái gì? Nó lớp 9 học suốt đúng không? Nó lớp 9 thì những cái bài về tiếp tuyến là những bài mà bắt buộc phải học rồi, có sẽ có trong cái câu hình ấy nhỉ, có câu hình để trong đề thi lên lớp 10 đấy. Thì ở nhân thể bài này thì mình ôn lại một chút nhé về tiếp tuyến nó là gì này. Các vẽ về với đường tròn vào trong vở. Đấy đúng không? Rồi, tiếp tuyến là một đường thẳng, là một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn. Đó, là một đường thẳng còn hay còn gọi là đường thẳng chạm vào đường tròn đấy nhá. Đường thẳng mà nó chạm vào đường tròn đấy đây. Nó chạm vào đúng một điểm thôi. Nó gọi là tiếp tuyến. Rồi, và tiếp tuyến thì mình có tính chất gì? Tiếp tuyến thì mình có tính chất gì? Đây là D gọi là tiếp tuyến nhá. Đây là tiếp tuyến này, đường tròn tâm Y này. Và mình có tính chất là từ Y các bạn kẻ, đây là tiếp điểm đúng không? Gọi tiếp điểm là M nhá. Ở đây gọi là tiếp điểm là M. Thì mình có tính chất là thứ nhất IM. IM đó chính là bán kính là bằng R này. Và thứ hai là IM vuông góc với D đúng không? Đó, tính chất đấy. Tiếp tuyến thì vuông góc với cả dây cung đấy nhỉ, tiếp tuyến vuông góc với bán kính đấy. Và ở đây mình có tính chất là nếu D là tiếp tuyến thì mình có tính chất là IM vuông góc với D nhá, IM vuông góc với D hay là IM vuông góc với D thì ok rồi. Nhưng ở đây thì muốn nhấn mạnh hơn một chút nữa là IM là gì? IM là gì nào mọi người? IM vuông góc với D đúng không? Thì IM được gọi là khoảng cách từ Y xuống thẳng D không? Nhỉ? Trong hình không gian thì mình sẽ gọi là IM là nếu từ Y hạ vuông góc với D thì IM được gọi là khoảng cách từ điểm Y xuống thẳng D đúng không? Và nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng R không? Đấy, sẽ bằng R đúng không? Và đây mình có tính chất rất là quan trọng nhé, mọi người đóng khung có thể tính chất này vào này là khoảng cách từ Y tới đường thẳng D bằng R. Và cái biểu thức này mình sẽ dùng rất nhiều trong buổi hôm nay. Đó, nếu D là tiếp tuyến, nếu D là tiếp tuyến của đường tròn thì mình có được là khoảng cách từ tâm Y tới đường thẳng D bằng R. Ok rồi nhá. Rồi, thì nhân thể bài này có cái dữ kiện khoảng cách thì ôn lại luôn nhỉ. Cái khoảng cách ở đây các bạn còn nhớ cách tính không? Trong hình tọa độ năm lớp 10 thì mình có cái công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng đúng không? Cho điểm Y có tọa độ x0, y0, z0. Cho đường thẳng D có phương trình là phi tổng quát nhé. Để mà dùng được công thức khoảng cách thì mình phải có được phương trình tổng quát AX cộng BY cộng C, à nhầm nhầm, CZ là gần lớp 12 rồi. AX cộng BY cộng C bằng 0 thôi. Đó. Thì mình có cái công thức tính khoảng cách từ điểm Y tới đường thẳng D của mình, đây chính là đoạn IM nhá. Là khoảng cách từ điểm Y đến thẳng D bằng ở trên là một cái trị đối. Ở trên là một cái trị đối, ở dưới là một cái căn. Ở trên là một trị đối, ở dưới là một cái căn. Ở trên làm sao nhỉ? Các bạn lấy tọa độ điểm Y, các bạn thay vào đây. Lấy tọa độ điểm Y thay vào D có nghĩa là chỗ nào có x nhầm z0. À, vừa dạy lớp 12 xong thì nên là hơi bị nhầm lẫn một tí. Đây. Chỗ nào có x thì thay bằng x0 đúng không? Chỗ nào có y thì thay bằng y0. Vậy thì ở đây mình sẽ được là AX0 cộng BY0 cộng với cả C. Ở dưới mẫu sẽ là gì? Ở dưới mẫu của mình sẽ là độ dài của vector pháp tuyến. Độ dài của vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến các đã biết rồi đúng không? Vector pháp tuyến chính là hệ số x, y, z, chính là AB này. Đó, độ dài của vector AB chính là căn của A bình. A bình cộng với B bình đúng không? Công thức đúng không? Một cái ví dụ để cho mọi người để nhớ lại bài toán khoảng cách này. Ví dụ thì bài cho điểm Y 3 4
Thì bài cho đường thẳng D của mình là 2x trừ y cộng 1 bằng 0 chẳng hạn. Thì mình có thể tính được khoảng cách từ y tới đường thẳng D của mình bằng ở trên là một cái trị đối này, ở dưới mẫu là một cái căn này. Căn lấy chỗ độ điểm y lắp vào D này, lấy chỗ điểm y lắp vào D. Thì chỗ nào có x thay bằng 3 đúng không? 2 nhân 3 này. Trừ đi chỗ nào có y thì thay bằng 4 cộng 1. Ở dưới là căn của A là 2 này, B là âm 1 này. 2 bình cộng với trừ 1 bình đúng không? Bằng 6 trừ 4. 6 trừ 4 là 2, 2 cộng 1 là 3. 3 chia cho căn của 4 cộng 1 là 5. 3 chia căn 5 đúng không? Vậy khoảng cách của mình là 3 chia căn 5. Đó, nhớ lại cái tính khoảng cách chưa? Rồi, vậy thì thầy chốt lại nhá, ở ý đầu tiên này. Đó là nếu D là tiếp tuyến, nếu D là tiếp tuyến thì mình có được khoảng cách từ Y tới đến thẳng D chính là IM này bằng R, được chưa? Và cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng thì thầy đã vừa ôn lại cho các bạn rồi. Nào, bây giờ mình sẽ vào luôn cái dạng toán số 1, vào luôn dạng toán số 1 nhá. Lập phương trình tiếp tuyến tại M. Highlight chữ tại này nhá, tại. Tí nữa cái chữ tại này nó thay bằng chữ qua thì nó thành một bài toán khác hẳn luôn. Khó nào. Đó, tại M là dễ nhất, lập phương trình tiếp tuyến tại một điểm là dễ nhất. Đó, tại vì sao thì lại bảo dễ? Thì như sau. Nào, bạn vẽ ra nhá. Đề bài sẽ cho gì? Đề bài sẽ cho mình đường tròn. Cho mình đường tròn là cho mình tâm ấy, và bán kính đấy, tâm y đấy và bán kính đấy. Cái gì cho thì cho màu đỏ nhá, cái gì cho rồi cho màu đỏ nhá, cho đường tròn cho tâm y rồi. Đề bài sẽ yêu cầu mình lập phương trình tiếp tuyến đi qua M, tại M, tại M nghĩa là điểm M mình sẽ làm trên M mình chia tiếp điểm đấy, ở đây M chính là tiếp điểm. Đó, M là điểm một điểm nào đó làm trên đường tròn, điểm M là trên đường tròn, điểm M đây là bạn, điểm M là vị trí này nhá. M thì bạn cho trước rồi, M cho màu đỏ. Thì bạn yêu cầu mình lập phương trình đường thẳng đây. Cái này chưa biết đúng không? Cho màu xanh. Đó, lập phương trình tiếp tuyến. Đây, lập lập cho thầy cái đường thẳng D đi. Tiếp tuyến đi qua M. Rồi. Thì trong bài này mình lập như thế nào? Thì lập phương trình đường thẳng thì mình cần phải có hai loại nguyên liệu là đi qua một điểm và vectơ pháp tuyến đúng không? Đi qua một điểm và vectơ pháp tuyến. Vectơ pháp tuyến là vectơ vuông góc về đường thẳng đấy. Thì trong đây đề bài cho hết rồi, đề bài cho hết rồi. Ở đây mình có đường thẳng D này, lập phương trình thẳng D này đi qua điểm gì nhỉ? Đi qua M đúng không? Đi qua M, M cho rồi nhá, đi qua M xong, đi qua M coi như giữ đi qua một điểm xong. Và ở đây mình có được ND, ND là vectơ pháp tuyến của đường thẳng đấy. Vectơ pháp tuyến là vectơ vuông góc với mặt phẳng. Thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy được là IM theo tính chất, bởi vì nó tiếp tuyến mà, thì IM có vuông góc với D không? Có đúng không? Vậy thì vectơ IM chính là vectơ pháp tuyến. Vectơ IM chính là vectơ pháp tuyến. Rồi, vậy thì mình có được hai cái rồi. Đi qua một điểm vectơ pháp tuyến và mình lập được phương trình đường thẳng như bình thường đúng không? Là xong. Đó, vậy thì dạng toán 1 thì coi như là dạng bài tập đơn giản. Không có gì phải nói thêm. Rồi, và bây giờ mình đi luyện tập thử này, một số câu. Rồi nhá, nào chuyển. Ở đây có 4 câu. Ở đây có 4 câu thì mình sẽ cùng nhau bạn chia vở ra thành 4 phần cũng được. Đây, nào, mình sẽ cùng nhau làm ý thứ nhất trước. Thì bài yêu cầu mình viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại này. Đó, tại M thuộc đường tròn đấy. Rồi. Thì ở đây nhá, đầu tiên khi mà đề bài cho đường tròn thì các bạn sẽ cần phải lấy cho thầy tâm và bán kính đúng không? Tâm và bán kính thì ở buổi số 1 mình đã luyện tập rồi. Thì đường tròn số 1 có tâm bán kính bao nhiêu nhỉ? Mình có tâm y là đường tròn số 1 là đường tròn loại 1 đúng không? X trừ a không không trừ gì là không này. Y trừ b không trừ gì là không đúng không? Và mình có được R của mình bằng đây là R bình, 25 là R bình và R bằng 5. Rồi, và mình có được theo lý thuyết này thì thầy vẽ lại hình cho bạn xem này nhá. Đây đường tròn này,
điểm M này, tiếp tuyến đây. Thì lập phương trình thẳng D, thứ nhất đi qua M, đi qua M và mình có được IM chính là vector pháp tuyến đúng không? Ở đây mình có được thẳng D luôn. Đi qua M. Đi qua M để bài cho này, 3 4 này. Và mình có ND, pháp tuyến của thẳng D đấy chính là vector IM. Vector IM mọi người lấy M trừ đi I thôi, lấy điểm sau trừ điểm trước. 3 trừ 0 là 3, 4 trừ 0 là 4. Vậy từ đây mình có được thẳng D sẽ là 3 nhân x trừ 3 đúng không? Cộng với 4 nhân y trừ 4 bằng 0. Và từ đây mình sẽ có được là 3x cộng 4y, thầy nhầm này, trừ 9 này, trừ 16. Trừ 9 trừ 16 là trừ 25. Trừ 25 bằng 0. Vậy thì mình đã lập xong cái tiếp tuyến thứ nhất. Đơn giản đúng không? Dạng 1 đơn giản nhất. Dạng 1 là dạng đơn giản nhất. Trang ơi, cố gắng vào sớm hơn cho thầy nhá Trang nhá. Cứ vào muộn này lại mất kiến thức rồi. Nào lấy sách vở ở đây Trang ơi, viết viết viết, viết bài vào nào. Thôi rồi, để cho bạn Trang sẽ bài một chút xíu nhá mọi người nhá. Đấy. Rồi. Hôm nay mình học phương trình tiếp tuyến. Hôm nay mình học phương trình tiếp tuyến thì đầu tiên dạng thứ nhất đây. À, đầu tiên mình viết phương trình tiếp tuyến là gì đã? Chụp lại đi Trang ơi. Rồi, và dạng 1 này. Dạng 1 là viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M. Đó, tiếp tuyến thì mình học vào lớp 9 rồi. Tiếp tuyến là đường thẳng chạm vào đường tròn tại đúng một điểm đấy. Hay gọi là tiếp xúc với đường tròn đấy. Mà mình có tính chất là IM. Đó, I ở tâm nhá, M là tiếp điểm, vuông góc với D. Đó, và IM bằng R. Thì trong bài này mình lập phương trình đường D đúng không? Đi qua M và mình có được vector pháp tuyến mình chính là vector IM. Xong chưa? Chụp lại đi Trang ơi. Rồi nhá. Mình vừa làm xong câu 1 đấy. Câu số 2 này. Câu số 2. Nào, cho đường tròn mọi người luôn luôn phải suy ra được tâm và bán kính của nó. Đó, cứ suy ra đi không thừa đâu. Tâm y bao nhiêu nhỉ? Tâm y ở trong câu số 2 này là 0 đúng không? Dạng 1 là x trừ a, ở đây không trừ gì gì là 0 này. Y trừ b đúng không? 0 này. Đó, x trừ a cả bình, y trừ b cả bình đấy. Thì ở đây không không trừ gì, có nghĩa là tọa độ nó bằng 0 0. Và R nó bằng bao nhiêu? Đây là R bình nhá. R bình bằng 50. Vậy thì R bằng căn 50 đúng không? Căn 50 là 5 căn 2. Rồi. Tiếp theo rồi bảo lập phương trình tiếp tuyến tại M. Tại M thì ở đây mình có thẳng D làm sao nhỉ? Để lập phương trình tiếp tuyến thì mình cần phải để lập phương trình đường thẳng thì mình cần phải có đi qua một điểm, thì rõ ràng đường thẳng của mình phải đi qua tiếp điểm đúng không? Tiếp tuyến thì phải đi qua tiếp điểm, đi qua M. 5 âm 5. Và mình có tính chất là vector IM. Vector IM chính là vector pháp tuyến của thẳng D. Vector IM chính là vector pháp tuyến thẳng D. Mình có ND chính là bằng vector IM. Mọi người lấy điểm M trừ điểm Y nào. Lấy M trừ Y, 5 trừ 0 là 5. Trừ 5 trừ 0 mới là trừ 5 đúng không? Rồi, và từ đây mình có được đường thẳng D. 5 nhân x trừ 5 này. Trừ 5 nhân y cộng 5 đúng không? Bằng 0. Và từ đây mình có đường thẳng D của mình sẽ là 5x trừ 5y. Trừ 25 nữa là trừ 50. Bằng 0. Rồi. Câu số 2 sau. Câu số 3. Câu số 3. Từ đường tròn mình suy ra tâm bán kính nhá. Thế là bán kính ở trong bài này không quan trọng đúng không? Bán kính ở trong trong cái dạng 1 thì mình không dùng về nó, nhưng mà dạng 2 thì có nhá. Dạng 2 từ bắt đầu từ dạng 2 đổ đi thì sẽ dùng bán kính. Ở ý 3 bạn suy ra tâm nào, tâm y bao nhiêu? Tâm y
x trừ a đúng không? A đây bằng 3 này. Y trừ b đúng không? B đây bằng trừ 4 nhé mọi người nhé. Đó, trừ trừ 4 đúng không? Y bằng trừ 4. Rồi, R bằng bao nhiêu? 169 R bình đúng không? Công thức đúng không? 169 R bình. Vậy thì R bằng căn 169 là 13. Rồi, bài yêu cầu mình lập phương trình tiếp tuyến đi qua M. Tại M đúng không? Thì đây là đường thẳng của mình phải đi qua M này. Đi qua M 8 âm 16. Và mình có được pháp tuyến thẳng D của mình chính là vectơ IM. Vectơ IM các bạn lấy M trừ Y nhá. Lấy M trừ Y 8 trừ 3 5 trừ 16 trừ trừ 4. Trừ 16 mà cộng 4 đúng không? Trừ trừ thành cộng. Trừ 16 cộng 4 là trừ 12. Rồi, và mình có được đường thẳng D của mình sẽ là 5 nhân x trừ 8 trừ 12 nhân y cộng 16 bằng 0. Mà bạn rút gọn ra được là 5x trừ 12y, đây là trừ 40 này. Cái số hơi to nhé, thầy bấm máy tính nhé. Đây là trừ 40 trừ đi 12 nhân 16 nữa, trừ 232 bằng 0. Đó, xong rồi. Ý cuối, sau đó mình chuyển sang dạng 2. Ý cuối rồi mình chuyển sang dạng 2. Ý số 4. Nào, bây giờ mình sẽ tập đường tròn. Đây là đường tròn loại 2 đúng không? Ý 4 thì đây là đường tròn loại 2 rồi. Ba ý đầu thì là đường tròn loại 1. À, đường tròn loại 2 thì mình xác định tâm bằng kính khó hơn một chút đúng không? Xác định tâm y bằng cách nào nhỉ? Tâm y, mọi người chú ý nhá, mọi người không nhớ thì tâm y là lấy hệ số của xy chia cho âm 2 đúng không? Lấy hệ số của xy chia cho âm 2. Hệ số của x này là 4 này. Chia cho âm 2 mình được âm 2 này. Không có y đúng không? Không có y có nghĩa là hệ số của y bằng 0 đấy. Hệ số của y là 0, 0 chia âm 2 vẫn bằng 0. Và mọi người còn nhớ R mình có tính ra công thức gì không? Tuy nhiên bài bài này thì không cần đến R, nhưng mà mình ôn lại luôn. R bằng gì nhỉ? R công thức là bằng căn của A bình cộng B bình trừ đi C nhé. Đó, ở đây trong bài này sẽ bằng là căn của âm 2 bình là 4 này, 0 bình đúng không? Là 0 này. C chính là hệ số tự do ở đây. C là trừ 9. Đấy, trừ trừ 9 là cộng 9 đúng không? Và đây nó bằng căn 13. Rồi. Và yêu cầu mình lập phương trình tiếp tuyến, lập phương trình tiếp tuyến tại M. Thì đây đường thẳng tiếp tuyến của mình nó phải đi qua M 1, 2. Và mình có được ND chính là vectơ IM. Mọi người lấy M trừ Y nào. Lấy M trừ Y 1 trừ trừ 2 là 3 này, 2 trừ 0 là 2 này. Vậy thì đây mình suy ra thẳng D của mình sẽ là 3 nhân x trừ 1 cộng 2 nhân y trừ 2 bằng 0. Và mình sẽ có được, rút gọn đi, 3x cộng 2y trừ 3 này, trừ 3 này, trừ 4 này, trừ 3 trừ 4 là trừ 7 bằng 0. Rồi, vậy thì mình kết thúc xong 4 câu. Thì nhắc lại nhá, nhắc lại một lần nữa để mình kết thúc dạng tiếp tuyến tại một điểm này. Lập phương trình tiếp tuyến tại điểm M thì thứ nhất là nó đi qua điểm M. Đi qua điểm M và thứ hai là vectơ pháp tuyến của nó chính là vectơ IM. Mà đi qua một điểm vectơ pháp tuyến là mình lập được phương trình đường thẳng ngay, đúng không? Đi qua chính tiếp điểm luôn mà vectơ pháp tuyến là vectơ IM. Đấy, nói đi nói lại nhắc lại như thế rồi. Đi thi mà không làm bài nữa thì chịu nhá. Đấy là dạng 1, dạng rất là đơn giản. Bảo em mình chuyển sang dạng số 2. Các bạn nào chưa xếp xong thì có thể nhắn tin thầy nhé, thì thầy có thể dừng lại để cho bạn xếp tiếp. Đó, nếu mà chưa xong. Không ai nói gì nữa nhá, chuyển này, dạng số 2. Dạng số 2 là dạng lập phương trình tiếp tuyến có yếu tố song song hoặc vuông góc. Đó, lập phương trình tiếp tuyến có yếu tố song song hoặc vuông góc. Thì dạng bài này mình sẽ làm như thế nào? Dạng bài này mình sẽ làm như nào? Thì đề bài nhá, câu này. Nó sẽ bảo là mình lập phương trình tiếp tuyến. Thầy viết tắt nhá, phương trình tiếp tuyến này, T mũ 3 nhá, tiếp tuyến, phương trình tiếp tuyến của đường tròn C nào đó đúng không?
biết nó song song hoặc là vuông góc với đường thẳng D cho trước, song song hoặc vuông góc đường thẳng D cho trước. D cho trước là AX cộng BY cộng C bằng 0. Đó, đây là đề bài. Và các bước để làm cho câu này như sau. Bước số 1. Bước số 1. Bước số 1. Đó là ở đây mình có các bạn gọi phương trình tiếp tuyến là delta. Gọi phương trình tiếp tuyến là delta nhá. Ở đây mình có tính chất là delta song song hoặc là vuông góc với D, đúng không? D là đề bài sẽ cho trước. Đó, ở đây đề bài cho delta song song với D hoặc là delta vuông góc với D, hai trường hợp. Nếu delta mà song song với D, nếu delta mà song song với D thì mình sẽ gọi delta có dạng, delta có dạng là AX cộng BY cộng với C phẩy, cộng với C phẩy bằng 0. Bởi vì hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có cùng n, đúng không? Cùng vectơ pháp tuyến đấy. Mà pháp tuyến của nó là AB. Đó, thì ở đây A và B của mình cũng phải là hệ số y. Đó, nó chỉ khác cái hệ số C phẩy ở đây thôi. Đây là C thì đây là C phẩy, đúng không? Đó. Đây có điều kiện C phẩy khác C nhá, C phẩy khác C. Mọi người gọi là C phẩy hay gọi là D đi, gọi là D đi cho đỡ phải phẩy phẩy. Đó, AB hệ số AB giữ nguyên này, hệ số AB giữ nguyên mà cộng D, đây có D điều kiện là D khác, D khác C. Rồi, nếu mà vuông góc thì sao? Nếu mà vuông góc thì đường thẳng delta của mình nó sẽ có dạng là trừ BX trừ đi AY cộng D bằng 0. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì hai cái vuông góc với nhau thì n cái này bằng u cái kia, đúng không? Vuông góc thì khác loại đấy, song song thì cùng loại, đúng không? Song song thì cùng loại là n bằng n này, pháp tuyến của D đây là AB thì n ở đây cũng là AB, nhưng mà vuông góc thì khác loại, n cái này bằng u cái kia cơ đó. Mà u thì từ n sang u thì mình đổi chỗ hai cái cho nhau, đúng không? Và mình thêm dấu trừ vào một trong hai cái, thì có nghĩa là mình phải đổi chỗ b chỗ a ở đây với nhau này và thêm dấu trừ vào một trong hai cái, thì thêm dấu trừ vào đây đó, thêm dấu trừ vào trừ a này. Rồi, và bây giờ mình đi tìm nốt ẩn D là xong, đúng không? Bây giờ trong bài này mình đi tìm nốt ẩn D là xong. Bước số 2 là mình đi tìm nốt ẩn D, là mình được một phương trình hoàn chỉnh. Và tìm D bằng cách nào? Đó là mình sẽ dùng cái điều kiện để cho một đường thẳng là một cái tiếp tuyến. Ở cái phần thứ nhất ấy, thầy cho này. Đây. Đó, nếu D là tiếp tuyến, nếu D là tiếp tuyến thì mình có được khoảng cách từ tâm Y tới thẳng D, khoảng cách từ tâm Y tới thẳng D này bằng R, thì đây là gọi là điều kiện tiếp tuyến nhé, điều kiện để một đường thẳng là tiếp tuyến. Đó, thì khoảng cách từ tâm Y tới thẳng D bằng R, và ở đây mình vẫn làm như vậy thôi, mình sẽ dùng là khoảng cách từ tâm Y tới thẳng D, à đây là delta chứ không phải D. À, từ nhá, cái D ở đây nó hơi bị trùng với tên đường thẳng, đúng không? Thì gọi đây là, mọi người gọi đây là E giúp thầy nhá, không lại bị trùng với cái tên đường thẳng. Đó, tìm nốt E, đúng không? Tìm nốt E bằng cách là mình sẽ tính khoảng cách từ tâm Y tới đường thẳng delta, nó phải bằng R, nó phải bằng bán kính. Đó, và từ đây, đây là một phương trình rồi, từ đây mình sẽ tìm nốt ẩn E thôi. Và tìm xong E là mình có được phương trình hoàn chỉnh, là mình có được phương trình tiếp tuyến hoàn chỉnh. Đó, ở đây mình có hai bước, mọi người viết vào giúp thầy. Bước số 1 gọi phương trình tiếp tuyến ra có dạng nếu song song, nếu song song thì hệ số x y giữ nguyên, nếu vuông góc thì đảo hai cái cho nhau và thêm dấu trừ vào một trong hai cái bx trừ ai cộng e bằng bằng 0. Và sau đó thì mình tìm nốt ẩn e bằng cách là mình có cái điều kiện tiếp tuyến, điều kiện để cho nó tiếp tuyến đấy là khoảng cách từ tâm y tới tiếp tuyến phải bằng r, và từ đấy các bạn tìm được ẩn ẩn e, và tìm được ẩn e là coi như bài đã kết thúc. Và sau đây sẽ là những cái bài ví dụ này. Xong chưa? Vẽ xong chưa? Chuyển nhá. Rồi, câu số 2. Câu số 2. Nào mình cùng nhau giải nhá. Ý thứ nhất này.
Đề bài yêu cầu mình tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn. Đề bài cho đường tròn loại 1 đúng không? Đây là đường tròn loại 1. Loại 1 thì rất là dễ xác định tâm và bán kính rồi. Ở đây mình có đường tròn tâm C, đường tròn C có tâm Y bao nhiêu nhỉ? Có tâm Y là 2 và 1 đúng không? X trừ A, Y trừ B mà. Đó, AB chính là tâm 2, 1. Và R của mình chính là đây. Cái này, bên phía này là R bình. Đó, vậy R bằng 5. Ý thứ hai là mình ôn lại bài trước. Viết phương trình tiếp tuyến tại M này. Đó, tại điểm M có nhớ không? Tiếp tuyến tại điểm M có nghĩa là đường thẳng của mình đi qua điểm M là 1 này. Và thứ hai là vector IM là vector pháp tuyến đúng không? Ôn lại câu kia thì làm nhanh câu này nhá, làm nhanh ý 1 ý 2 nhá. Ngọn tiếp tuyến là delta đi, delta hoặc D tùy mọi người. Đi qua M 53 đúng không? Và mình có được pháp tuyến của thằng D chính là vector IM. Lấy M trừ Y đâu? Lấy điểm M trừ điểm Y. 5 trừ 2 là 3 này. 5 trừ 2 là 3. 3 trừ 1 là 2 này. Và từ đây mình có được thằng D của mình sẽ là 3 nhân X trừ 5 cộng 2 nhân Y trừ 3 bằng 0. Và từ đây mình sẽ có được là 3X cộng 2Y trừ 15 trừ 6. Trừ 15 trừ 6 là trừ 21 bằng 0. Rồi, ok, kết thúc nhanh ý 1 ý 2 nhá. Bây giờ mới vào ý 3 này. Ý 3 mới là ý của dạng này này. Viết phương trình tiếp tuyến song song với thằng D1. Đó. Viết phương trình tiếp tuyến song song với D1. Vậy thì ý thứ 3 như sau. Bước 1. Bước 1. Các bạn gọi tiếp tuyến là delta nhá, gọi tiếp tuyến delta 1 đi. Tiếp tuyến là gọi phương trình tiếp tuyến là delta 1. Ở đây mình có được gì? Ở đây mình có delta 1 song song với D1. Delta 1 song song với D1. D1 có dạng là 5x trừ 10. Này này. Cái này thì không cần màu đỏ đúng không? Lại nhá. Gọi phương trình tiếp tuyến là delta 1. Ở đây mình có delta 1 song song với D1 5x trừ 12y cộng 2 bằng 0. Vậy thì từ đây mình suy ra được delta 1 có dạng song song thì bạn giữ nguyên hệ số x nhá. Giữ nguyên hệ số x 5x này trừ 12y này. Nhưng cái hệ số c ở đây phải đổi. Đó thì đây thì ghi là cộng e đúng không? Bằng 0. E hoặc C cũng được, E quan thích đặt cái ẩn gì cũng được, M cũng được. Đó. Nào, vậy thì bây giờ mình đi tìm tốt ẩn E này. Tìm tốt ẩn E này là mình có được phương trình tiếp tuyến hoàn chỉnh đúng không? Và đến bước số 2. Bước số 2, bây giờ mình sẽ dùng cái điều kiện để cho nó là một cái tiếp tuyến. Điều kiện để delta 1 là tiếp tuyến, đó là gì nhỉ? Khoảng cách từ tâm Y cho tới delta 1 bằng R nhá. Đó, đây là điều kiện để cho đường thẳng delta 1 là tiếp tuyến. Và mình sẽ có được như sau, phải tương đương với khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng. Đầu giờ thầy đã ôn lại cho các bạn rồi. Ở trên là một cái trị đối, ở dưới là một cái căn. Đúng không? Các bạn lấy điểm Y, các bạn thay vào delta 1. Lấy Y thay vào delta 1, Y đâu? Y đây. 2, 1. Y là 2, 1. Thay vào delta 1 nào. Chỗ nào X thay bằng 2, chỗ nào Y thay bằng 1. 5 x 2 thì nhầm luôn nhá, 10 này. Trừ đi 12 x 1 là 12 này. Cộng E. Đúng chưa? Chia cho căn của gì nhỉ? A bình cộng B bình đúng không? 5 bình cộng 12, âm 12 bình thì cũng như 12 bình thôi. Bằng R. R để bài cho, đây R mình tìm được bằng 5. Vậy thì rút gọn đi mình sẽ được tương đương với 10 trừ 12 là âm 2 đúng không? E trừ 2 chia cho căn của 5 bình cộng 12 bình là 13 đấy nhá, 13 đấy bằng 5. Không nhầm được thì bấm máy tính thôi, nhân chéo đây mình sẽ được là e trừ 2 bằng 13 nhân 5. 13 nhân 5 là 45, từ 5 nhớ 1 65 đúng không? 65. Vậy từ đây mình sẽ tương đương với hai trường hợp nhá.
Chỉ đối tương đương với hai trường hợp e trừ 2 bằng 65 hoặc e trừ 2 bằng âm 65. Vậy thì tương đương với từ đây mình giải được là đây. Từ đây ta có được là e sẽ bằng chuyển đều dấu thôi 67 hoặc e sẽ bằng là trừ 63. Đó, 2e đúng không? 2e có nghĩa là mình có được hai phương trình tiếp tuyến. Vậy thì từ đây mình có được hai phương trình tiếp tuyến là gì? Delta 1 của mình sẽ là 5x, các thay vào đây thôi. Đây, thay delta 1 ở đây này. 5x trừ 12y cộng 67 bằng 0. Một cái, và delta 2 sẽ là 5x trừ 12y trừ đi 63 bằng 0. Rồi xong. Đó, phương trình tiếp tuyến ở dạng 2 thì thường ra kết quả là hai trường hợp. Thường kết quả là hai trường hợp. Đó, mọi người chữa vào. Đây là dạng song song. Chuyển sang dạng vuông góc nhá. Chuyển sang dạng vuông góc. Ý số 4. Vết phình tiếp tuyến của C vuông góc với thẳng D2. Rồi, xong 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 bài 3 chưa? Xong ý 3 chưa? Thì xóa đây. Rồi, ý số 4 nhá. Ý số 4 là phương trình tiếp tuyến vuông góc đúng không? Vuông góc với D2. Bước 1 nào. Bước 1. Các gọi tiếp tuyến cần tìm đi, gọi phương trình tiếp tuyến cần tìm là delta 2 nhá. Delta 2. Ở đây mình có tính chất gì? Ở đây mình có delta 2 vuông góc với D2 là 3x cộng 4y trừ 7 bằng 0 đúng không? Vậy thì từ đây mình suy ra delta 2 có dạng gì nhỉ? Delta 2 sẽ có dạng là nào? 3, 4 nhá. 3, 4 thì các bạn đổi chỗ hai cái cho nhau và thêm nó trừ một trong hai cái. Thêm nó trừ vào đây đi. Vậy thì nó sẽ là 4x trừ 3y cộng cộng e bằng 0. Đó. Vuông góc mà đổi chỗ n cái này bằng u cái kia, phải từ n sang u đúng không, phải đổi chỗ hai cái với nhau và thêm trừ một trong hai cái, có để thành trừ 4 cộng 3 cũng được hoặc là 4 trừ 3 cũng được nhá. Xong đến bước 1 xong, bước số 2 mình dùng điều kiện để cho tiếp tuyến. Điều kiện tiếp tuyến là gì? Mình có được khoảng cách từ tâm y cho đến delta 2. Nếu delta 2 là tiếp tuyến thì khoảng cách từ tâm y đến delta 2 phải bằng r. Đó, và ở đây mình có công thức thôi, mình thay vào thôi. Công thức khoảng cách nhỉ? Ở trên là một cái trị đối, ở dưới là một cái căn. Cạn lấy tốc độ điểm y, các bạn thay vào delta 2. Tâm y của mình là 1,2 nhá, đúng không nhỉ? Đúng không? 2,1, tâm y của mình là 2,1. 2,1, các bạn thay vào đây, thay vào delta 2 nào. Chỗ nào x thay bằng 2 này. 4 x 2 là 8 này. 3 x 1 là 3 này. Cộng với e này. Chia cho căn của 4 bình cộng 3 bình bằng r, r bằng 5 nhá. Vậy từ đây mình sẽ tương đương với là 8 trừ 3 là 5. 8 trừ 3 là 5 cộng e chia cho căn của 3 bình cộng 4 bình là 5 nhá. Căn của 16 cộng 9 là 25 đấy, căn 25 bằng 5. Nhân chéo. Vậy tương đương với trị tuyệt đối của 5 cộng e bằng 25. Rồi, vậy từ đây mình sẽ tương đương với hai trường hợp đúng không? Tương đương với hai trường hợp là 5 cộng e bằng 25 và 5 cộng e bằng trừ 25. Vậy tương đương với e của mình sẽ bằng, chuyển biến đổi dấu thôi, 20 này, và e của mình bằng 25 trừ 5 là trừ 30. Vậy thì mình có được hai phương trình tiếp tuyến ở câu số 4. Delta 2 của mình sẽ là 4x trừ 3y cộng 20 bằng 0. Và delta 2 của mình sẽ là 4x trừ 3y trừ 30 bằng 0. Đó, hai kết quả. Xong. Chỉ thứ tư. Được chưa mọi người? Được chưa? Hiểu chưa? Rồi nhá. Xong dạng 2 nhá. Dạng 3 này. Dạng 3 này.
thì thi không biết là cho dạng nào, dạng một, dạng hai cũng hay cho. Dạng một thì thường không cho, dạng một thì dạng một khá đơn giản. Dạng một thì thường nó chỉ có những câu 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 gọi là câu trắc nghiệm thôi. Dạng một thì không, nếu mà trong đề của mình có trắc nghiệm có tự luận, dạng một của mình sẽ chỉ là trắc nghiệm thôi. Đó, thì tự luận thì cũng hay cho dạng hai này, song song và vuông góc này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang dạng 3. Thì từ mọi người đã hiểu bài chưa đã? Tuấn hiểu bài chưa? Minh Ánh, Ngọc Minh, Thùy Trang với cả Vũ hiểu bài chưa? Đồng chí Tú Anh là đồng chí nào đây? Trang ơi có hiểu bài không Trang ơi? Ngọc Minh thì sao? Ngọc Minh thì sao? Ok, chuyển nhá, dạng 3 này. Cái độ khó mình sẽ nâng lên một tí nhá, độ khó mình sẽ nâng lên một tí dạng 3. Lập phương trình tiếp tuyến đi qua M. Lập phương trình tiếp tuyến đi qua M. Ok, vậy tí nữa làm bài tập trắc nghiệm cùng thầy nhá Trang nhá. Lập phương trình tiếp tuyến đi qua M. Đấy mọi người nhìn thấy nhá. Đã highlight từ từ qua này. Nó chỉ thay bằng từ, nó cái dạng dạng 3 này nó rất là dễ nhầm với dạng 1. Đúng không? Dạng 1 là lập phương trình tiếp tuyến tại M. Còn dạng 3 là phương trình tiếp tuyến đi qua M. Là phương trình tiếp tuyến đi qua M. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau phân biệt là tại M với cả qua M thì nó khác gì nhau. Đó. Nếu mà tại M nhá. Nếu mà tại M nghĩa điểm M của mình nằm trên đường tròn. Điểm M mình nằm trên đường tròn mà nó sẽ như này. Đó, tiếp tuyến đây. Đây là tại M. Còn qua M ấy, qua M là được thẳng, cái là điểm M mình nằm ngoài này, là M mình nằm ngoài này, đó và từ M đấy bạn kẻ hai tiếp tuyến này, một này, hai, đó thường là hai tiếp tuyến, đúng không? Đó mình có hai tiếp tuyến D1 và D2 đấy, đây là qua M. Rồi phân biệt hai dạng nhá, tại M nghĩa điểm M nằm trên đường tròn là dạng một đúng không? Lập rất đơn giản, nhưng mà dạng 3 lập phương trình tiếp tuyến đi qua M nó không còn đơn giản nữa, nó không phải là nó không còn phải đi qua M và pháp tuyến của nó là IM nữa đâu. Đó về dạng 3 mình làm thế nào, ba bước để làm dạng 3, ba bước để làm dạng 3. Bước số 1, bước số 1 các bạn gọi phương trình tiếp tuyến cần tìm, gọi phương trình tiếp tuyến cần tìm là delta nhá. Bởi vì mới cái gì mà delta. Và ở đây mình có delta sẽ có dạng tổng quát là ax cộng bi cộng c bằng 0. Đó, có cái gì mình tìm là ax cộng bi cộng c bằng 0. Và trong này mình đang có mấy ẩn? Mình đang có ba ẩn đúng không? Xi không phải là ẩn nhá, xi là cần phải có cho công thức, xi là công thức của phương trình đấy. Xi không phải là ẩn nhá. Ẩn ở đây là gì? Ẩn đây là a, b và c. Và bây giờ mình phải tìm a, b và c đúng không? Tìm kiểu gì này? Bước đầu tiên, bước số 1. À bước số 1 rồi, bước số 2. Bước số 2 ở đây mình có được là m thuộc vào tiếp tuyến đúng không? Đi qua m mà thì m phải thuộc vào delta. Có m thuộc vào delta. Các bạn thay tọa độ điểm m vào delta. Thay m vào thay tọa độ điểm m. Thay đổi m và delta rồi, và sau đó nhá các bạn sẽ làm động tác là chắc khi mà thay m và delta xong các bạn rút c ra ngoài giúp thầy, rút c ra theo ab, rút c ra theo ab cứ biết vào đây một tí nữa luyện tập một bài là các bạn sẽ hiểu rõ cái ý thầy nói, rút c theo ab và sau đó thì mình lại viết lại phương trình delta một lần nữa, viết phương trình delta một lần nữa là ax cộng bi, nhưng mà c ở đây, cái c ở đây nó đã được thay thế bằng biểu thức ab rồi. Đó, đây là một cái biểu thức ab nhá, biểu thức chỉ có ẩn ab thôi. Đó, cái c đúng không, bây giờ đây là cộng c đúng không, nhưng mà c mình đã rút theo ab rồi. Đó, động tác này để làm gì nhỉ? Động tác này để giúp mình rút ngắn ẩn đi, thì cái phương trình ban đầu đúng không, nó đang có ba ẩn là abc, nhưng mà khi mình thế c rồi thì bây giờ phương trình của mình nó chỉ còn ẩn là ab thôi.
ẩn là a và b thôi, đúng không? Và bước số 3. Bước số 3. Các bạn dùng điều kiện tiếp tuyến. Các bạn dùng điều kiện tiếp tuyến thầy vừa dạy đó là gì nhỉ? Khoảng cách từ tâm Y cho tới delta bằng R. Khoảng cách từ tâm Y đến delta bằng R. Từ đây mọi người sẽ tìm được, không tìm AB đâu, tìm được tỷ lệ AB. Tìm được tỷ lệ AB. Và sau đó mọi người chọn A, chọn B. Đó, cái cấp độ của mình nó càng ngày nó càng tăng dần mà. Dạng 1 dễ nhất đúng không? Dạng 2 bình thường, hai bình thường, dạng 3 là hơi khó một chút xíu. Đây, để các bước làm. Viết vào đi, rồi tí nữa mình sẽ làm một bài. Hai bài luôn. Có thể là ba đúng không? Để các bạn luyện tập để có thể thành thạo được phần này. Bước 1, ngọc hình tiếp tuyến của mình có dạng tổng quát AX cộng BY cộng C bằng 0. Bước 2, các bạn cho điểm M thuộc vào delta, vì đi qua M thì M phải thuộc delta. Đó, sau đó thì mình rút được ẩn C thuộc ẩn AB. Rồi sau đó mình viết lại phương trình đường thẳng của mình chỉ có ẩn AB thôi. Bước 3, mình cho khoảng cái điều kiện tiếp xúc điều kiện để nó tiếp tuyến đúng không? Nếu delta tiếp tuyến thì mình phải có điều kiện tiếp tuyến là gì? Khoảng cách từ tâm Y đến thẳng delta bằng R. Đó, và từ đây mình sẽ tìm được tỷ lệ AB. Từ đó mình chọn A, chọn B. Bởi vì thật ra AB của mình nó là vector pháp tuyến đúng không? Thì rõ ràng là mình có thể pháp tuyến của mình là 36 thì các bạn có thể rút gọn thành thành 1 2 được đúng không? Đó, vậy thì mình chỉ cần cái tỷ lệ của hai cái số này, sau đó mình chọn chọn A và chọn B, tất nhiên chọn những cái số nhỏ cho dễ tính thôi. Chọn A và chọn B là xong. Là xong bài. Biết cách làm vào rồi nhá. Và bây giờ mình cùng nhau thực hành này. Đây. Câu số 3. Câu số 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn C từ một điểm A cho trước. Đó, từ điểm A nghĩa là đi qua A đấy. Là phương trình tiếp tuyến đi qua A đấy, mọi người cẩn thận nhá, không phải tại A đâu mà là phương trình tiếp tuyến đi qua A. Vậy thì đây mình sẽ làm như sau. Thì đầu tiên để bài cho đường tròn thì mọi người luôn luôn phải suy ra đường tâm và bán kính. Tôi làm gì thì làm. Đúng không? Dạng gì thì dạng, cứ phải tìm tâm và bán kính của đường tròn này đã ra. Thì ý thứ nhất nhá. Đầu tiên đường tròn C của mình có tâm Y bao nhiêu? Nào, tâm Y đây là đường tròn loại 2 thì các bạn lấy hệ số của Y chia cho âm 2 đúng không? Âm 4 chia cho âm 2 mình được 2. 2 chia cho âm 2 mình được âm 1. R của mình có công thức là gì nhỉ? R nhớ công thức không? Bạn nào không nhớ viết vào ngay trong vở nhá. Căn của A bình cộng B bình trừ đi C. Đó. A đâu? A đây. 2 bình là 4. B đây. 1 trừ đi C. C chính là số tự do. C là bằng 2. Vậy đây mình được là 5 trừ 2 là căn 3 đúng không? Rồi mình đã tìm được tâm và bán kính của đường tròn. Rất cơ bản nhá. Tiếp theo là bây giờ này, mới vào bước 1 này. Bước 1. Thì bạn muốn lập phương trình tiếp tuyến đi qua A đúng không? Bước 1 các bạn gọi phương trình tiếp tuyến cần tìm. Gọi phương trình tiếp tuyến theo viết tắt này. Cần tìm là delta. Và delta thì cũng có dạng tổng quát AX cộng BY cộng C bằng 0. Tổng quát. Bước 1 xong. Bước số 2. Mình có là đi qua A đúng không? Đi qua A, nghĩa là A sẽ thuộc vào đường thẳng tiếp tuyến. Đó, A sẽ thuộc vào delta. Rồi và suốt từ năm lớp 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 9 mình đã làm cái động tác rồi đúng không? Cứ điểm mà thuộc vào một cái đường nào đó, có thể đường thẳng hay đường tròn thì mình luôn lấy tọa độ điểm A thay vào phương trình của đường đấy đúng không? Nào các bạn lấy tọa độ điểm A nào, các bạn thay vào đây. Chỗ nào có x thay bằng 3 đúng không? Chỗ nào có y thì thay bằng 1. Vậy thì đây mình được là 3x 3a chứ 3a cộng 1b cộng c bằng 0. Và bước 2 thì bảo gì? Các bạn rút c ra ngoài cho thầy, rút c theo AB cho thầy. Rút c ra ở đây, rút c ra mình sẽ được là bằng chuyển hai còn lại sang về bên này. Trừ 3a trừ b. Và sau đó các bạn viết lại thẳng delta, viết lại thẳng delta nhưng mà c các bạn thay bằng này nhá. C các bạn thay bằng trừ 3a trừ b nhá. Vậy từ đây các bạn suy ra là delta của mình sẽ có dạng mới là AX cộng BY
C này, ở đây có C này thì thay bằng là trừ 3A trừ B bằng 0. Đó, và bây giờ cái tử delta của mình có vẻ nó phức tạp hơn ban đầu, nhưng mà nó chỉ có hai ẩn thôi nhá. Nó chỉ có hai ẩn ở trong toán, càng ít ẩn càng tốt, dài cũng được nhưng mà càng ít ẩn càng tốt, đúng không? Ở đây mình đã còn cái delta, bây giờ chỉ còn hai ẩn AB thôi. Rồi, và bước số 3, các bạn dùng điều kiện tiếp tuyến. Điều kiện tiếp tuyến của mình là gì? Nếu delta tiếp tuyến thì mình phải có công thức là khoảng cách từ tâm I tới đường thẳng delta bằng R, đúng không? Đây là điều kiện tiếp tuyến. Đó, dùng khá là nhiều, dùng cả trong dạng 2 và dùng cả trong dạng 3. Dạng 4 cũng sẽ dùng cái công thức này luôn. Có mỗi dạng 1 là không cần đâu. Dạng 1 vì nó đơn giản thôi. Tương đương với này. Ở trên là một cái trị đối, ở dưới là một cái căn. Căn lấy tốc độ điểm Y, các bạn thay vào delta. Lấy Y thay vào delta nào. Y là 2, 2 âm 1 đúng không? 2 âm 1 thay vào đây. X bằng 2, Y bằng âm 1. 2A này, trừ B này, trừ 3A này, trừ B này, chia căn của gì nhỉ? Căn của A bình hệ số x đúng không? Hệ số y đúng không? AB chưa biết nhá, căn của A bình cộng B bình. Và đề bài cho cái này bằng căn 3. R bằng căn 3, R bằng căn 3 mình vừa tính xong. Rút gọn đi này, tương đương với cái đoạn giải phương trình ở sau là một đoạn cũng tương đối phức tạp đấy nhá. Đây là một dạng khó mà, dạng khó. 2a trừ 2a trừ 3a thì mình được là trừ a này, trừ 2b này, nhân chéo lên luôn, nhân chéo lên ngay lên đây, nó bằng căn của 3 nhân với căn của a bình cộng b bình. Ở trong trị đối thì thầy thêm dấu trừ vào cho đẹp này, hai dấu trừ thì đây thành cộng nhá, đó thì thành là a cộng 2b cho đẹp. Bởi vì làm sao? Bởi vì trị đối của a thì cũng bằng trị đối của trừ a đúng không? Cả thêm dấu trừ ở bên trong hoặc cho thoải mái, thì thầy nhìn thấy nhiều dấu trừ quá thêm dấu trừ vào thì thành dấu cộng hết nhá, thành a cộng 2b. Đúng rồi, nào giải cái này như thế nào? Ở trong phần lý thuyết thì chưa nói giải cái này như nào đúng không? Bình phương hai vế, bình phương hai vế, bình phương vừa mất căn và vừa mất trị đối luôn. Đó, bình phương hai vế nhá, cái này còn lại là a cộng 2b tất cả bình, cái này bình phương mất căn này, cái mất căn này. Rồi mọi người khai triển ra tương đương với a bình cộng 4ab hàng thức đó cộng 4b bình bằng 3a bình cộng 3b bình. Ok. Rồi, chuyển hết sang một vế, chuyển sang vế bên tay trái đi thì mình sẽ được là trừ 2a bình đúng không? A bình trừ 3a bình này thì bằng trừ 2 này. 4ab để nguyên này. 4 trừ 3 là còn cộng b bình đúng không? Bằng 0. Ok. Câu này ra đề hơi lỗi rồi, câu này đề hơi lỗi. Câu này đề hơi lỗi bị số xấu, thầy sửa một chút nhá, thầy sửa đề một tí cho nó đẹp hơn. Cho nó đẹp hơn. Đợi tí nhầm nhầm qua, đề này bị xấu thôi. Đề này bị xấu. Chắc đi thi, đừng lo, đi thi không 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 ra số xấu đâu, đi thi không ra số xấu như thế này đâu. Sửa nhào đẹp nhỉ. Các bạn sửa giúp thầy nhá, sửa giúp thầy cái chỗ này thành R là bằng 2 đi. Thầy biết rằng là mặc dù R của nó không phải bằng 2 mà R của nó bằng căn 3. Nhưng mà cái căn 3 ở đây chắc chắn là người ta ra đề người ta ra hơi bị ẩu. Căn 3 ở đây mọi người khó làm lắm, mà số nó bị căn ấy, nó bị kiểu căn 3 trừ 2 trên 5 ấy, kiểu kiểu thế. Thế nên là ở đây thì các bạn sửa thành R bằng 2 nhá, R bằng 2 cho thầy. Đi thi thì nó sẽ là số đẹp. R bằng 2 nhá, R bằng 2 nhá. Đó, R bằng 2. Vậy thì cái này bằng 2 này. Bình phương lên cái này bằng 4 này. Đó, vậy thì đây nó sẽ là. Rồi, lại nhỉ, tương đương với hàng thức nhá. A bình này cộng 4AB này cộng 4B bình này bằng 4A bình
cộng 40 bình. Rồi, ok. Tương đương với, nào chuyển về ô dấu nào, chuyển về ô dấu. Trừ 3A bình cộng 4AB. 4B bình, 4B bình trừ 4 bình hết đúng không? Bằng 0. Đó. Và sau đó thì mình các bạn rút được A ra ngoài đúng không? Ở đây các bạn rút được A ra ngoài. Bên trong mình được là trừ 3A cộng 4B bằng 0. Rồi, vậy thì ở đây bài này có hai trường hợp. Trường hợp 1. Hai số nhân với nhau bằng 0 đúng không? Hai số nhân với nhau bằng 0 thì trừ 1 A bằng 0 và trừ 2 là trừ 3 cộng 4B bằng 0. Trừ 1 A bằng 0. A bằng 0. Không có cái gì để tìm B đúng không? Các bạn chọn B thoải mái nhé. Ở đây A bằng 0 không có cái gì để mình có thể xác định B đúng không? Bạn chọn B thoải mái. A bằng 0 chọn B bằng 1 nhé. Nên chọn số 1, chọn 2 cũng được. Chọn 3 cũng được, nhưng mà 1 thì cho đơn giản. Nhưng mà không được phép chọn 0 nhá. Không được phép chọn 0. Bởi vì vector pháp tuyến phải là vector khác vector 0. Vì A B không được đồng thời bằng 0. Đó thì nếu A bằng 0 bạn chọn B bằng 1 cho đơn giản nhá. Chọn B bằng 1. Chọn B bằng 1. Đó, vậy thì các bạn thay vào cái phương trình số 2, cái bước số 2 ấy, là các được sẽ được phương trình tiếp tuyến hoàn chỉnh. Đó, từ đây mình có được delta của mình sẽ bằng là thầy viết lại cái delta ở bước số 2 xuống đây nhé, để cho mình đỡ bị với. Delta ở bước số 2 là ax cộng bi trừ 3a trừ b bằng 0 đúng không? Rồi. Nào, bây giờ mình cắt thay a bằng 0 và b bằng 1 vào delta thì mình sẽ được là 0 hết đúng không? B bằng 1 này là y này. A bằng 0 hết này, b là 1 này. Y trừ 1 bằng 0 nhá. Y trừ 1 bằng 0. Đây là tiếp tuyến thứ nhất. Đây là tiếp tuyến thứ nhất. Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là trừ 3A cộng 4B bằng 0 đúng không? Và từ đây mình sẽ tương đương với là 3A chuyển về dấu bằng 4B. Và mình sẽ có được tỷ lệ thôi. Mình có được A trên B bằng bao nhiêu nhỉ? 3 nhân A đúng không? Vậy thì chéo A phải bằng 3 này. B nhân 4 đúng không? Thì chéo B phải bằng 4 này. Thì ở đây mình có được 3 nhân 4B đúng không? Đó, và đây mình có được tỷ lệ A trên B. A trên B bằng 4 phần 3. Và thì ở đây mình sẽ chọn A bằng 4. A bằng 4, B bằng 3. Các bạn chọn 8, 6 cũng được. Chọn 12, 9 cũng được. Nhưng mà chọn 4, 3 cho nó nhỏ. Được chưa? Chọn A bằng 4, B bằng 3. Sau đó lại thay vào delta ở đây. Thì mình có được delta sẽ là 4x cộng 3y. Ở đây thì hết chỗ thì nhầm nhá. 3 x 4 là trừ 12 này. Trừ 12 trừ 3 nữa. Trừ 15 bằng 0. Đó, đây là dạng số 3. Dạng số 3, dạng tương đối khó. Là phiên diễn biến đi qua một điểm. Rồi, vậy thì buổi hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây nhá. Về nhà mọi người nhớ luyện tập thêm bài tập về nhà. Của bài tập về nhà tuần này thì sẽ chủ yếu là phương trình tiếp tuyến. Đó, và thầy sẽ cho thêm một vài những cái câu của buổi số 1 nữa là phương trình đường tròn nữa. Rồi, mọi người nhớ luyện tập kỹ nhá. Rồi, hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây. Xin chào mọi người.